Linh Thiêng Thiên Chúa lên đấng xóa tội trần gian. Anh về đã đến và ở lại với Chúa Giêsu. Sau khi ông ra về, ông đã giới thiệu cho Phêrô là em của mình. Chúng tôi đã gặp đấng mà người ta gọi là Messia. Và cuộc gặp gỡ của chúng ta đó là cuộc gặp gỡ của Phaolô. Có thể Phaolô gặp một cách trực tiếp như các môn đệ kia như ông Nicodemo, nhưng chính Phaolô là một gương sáng cho chúng ta để thấy qua cuộc gặp gỡ của Giêsu thì được biến đổi như thế nào. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ ở trong giáo phận của chúng ta đi dám can đảm lên đường để tìm gặp Giêsu. Khi lên đường, khi đi tìm như vậy thì phải chấp nhận có những khó khăn thử thách mà chúng ta phải vượt qua, phải đương đầu với nó chứ không phải là lẩn tránh. Và trong cuộc đời khi tôi hữu của chúng ta, nếu chúng ta sẽ dùng một cách nghiêm túc thì chúng ta đã tìm gặp Giêsu như thế nào và chúng ta có gặp hay không? Có thể mỗi ngày chúng ta đều tham dự thánh lễ, đức lễ rất sốt sắng, rất đạo đức, nhưng mấy người trong chúng ta đã gặp được Giêsu, đã được Giêsu biến đổi như Phaolô, như Phêrô, Andrê, như Nicodemo. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta được hơn can đảm mỗi ngày lên đường để tìm gặp Giêsu. Có thể suốt cả cuộc đời chúng ta không gặp được, tại vì chúng ta tìm không đúng chỗ. Giêsu không ở nơi lòng son các tía, nơi cung điện lộng lẫy. Ngày Giáng sinh của Ngài, Ngài ở nơi vui hám, nơi hang lửa vắng cỏ. Nhưng ta đi tìm Ngài nơi lòng son các tía là sẽ gặp được. Nếu như chúng ta là những người thành công đi tìm gặp Giêsu thì Giêsu không ở nơi đó. Giêsu ở nơi những người đau ốm, những người bị xã hội ngoại trừ. Chúng ta trước thánh nữ Teresa chúng ta, cái linh đạo của cộng đồng từ sai ra ái, thánh Teresa chúng ta là chiêm ngắm Giêsu thánh thể, cầu nguyện với Giêsu thánh thể để làm động lực đi phục vụ cho những người nghèo khổ, nhất là những cái nơi những khu ổ chuột ở các thành phố lớn ở bên Ấn Độ. Chính mẹ Teresa trong chúng ta đã đến những khu ổ chuột đó để tìm gặp những người đau ốm bệnh tật từ sống chết để đưa về chăm sóc, rồi những người bị xã hội bỏ rơi, những người gần chết ở trong những cái ống cống vô số. Giêsu ở chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để dám ra đi, dám tìm gặp Chúa và quyết tâm để tìm gặp Chúa, và trên hết khi gặp được rồi để cho Chúa biến đổi mọi người chúng ta trở nên những khí cụ trong tay Chúa.